Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và ngày hôm nay, chào mừng tất cả anh em đã đến với một series mới của mình. Thì như có rất là nhiều bạn fan đã yêu cầu mình là từ trước giờ Hero Team ít chơi sinh tồn với nhau quá. Cho nên ngày hôm nay mình đã quyết định sẽ tạo ra một cái server các bạn ạ. Đây chính là một cái server sinh tồn của Hero Team một mình. Thì anh em Hero Team một mình sẽ vào đây để chơi sinh tồn cùng với nhau. Đó, thì nói ngắn gọn đơn giản là video hôm nay sẽ là một video sinh tồn cả team một mình chơi. Nói cả team cũng hơi điêu tại vì vẫn còn thiếu Mr. Dịch với Camu mà thôi không sao. Thôi chúng ta cứ đi sinh tồn nha mọi người nha. Ok. Yeah. À mà khoan đã mọi người ơi, tôi quên mất có một cái này rất là đặc biệt ở trong cái server của một mình. Đó chính là khi mà mỗi người chơi vào trong phòng chơi thì mỗi người sẽ được một cái chiếc nhẫn ở trên tay. Thì đây mấy bạn xem nè, đây là một cái chiếc nhẫn của mình. Đó. Đó nè. Mọi người có nè, mình cũng có nè. Có nè, anh có nè, anh có cái nhẫn nè, tăng máu nè. Ờ đúng rồi, thì những cái nhẫn này á chính là những cái nhẫn sức mạnh mọi người ạ. Thì những cái nhẫn này khi mấy bạn đeo vào á thì mấy bạn sẽ có được một cái sức mạnh đặc biệt giống kiểu cái siêu năng lực các bạn, để giúp cho bạn sinh tồn nó dễ hơn. Mỗi người một siêu năng lực, hấp dẫn chưa? Cho thử cái siêu năng lực rơi chậm là siêu năng lực gì vậy? Ơi ơi, siêu năng lực rơi chậm hơi bị căng đó nha. Em không cần xô nước, em rơi từ trên cao xuống em không chết á. Đúng đúng đúng, hình như cái siêu năng lực của Sim á là Sim leo lên cao xong đó Sim nhảy xuống là nó sẽ rơi xuống chậm hay sao? Để thử đi Sim, thử đi Sim. Để cho các bạn xem sức mạnh của mình. Cái này được á, cái này hay á. Ơi ơi, như con gà vậy. Không không, tôi nghĩ là test đó thì mình phải leo trên cao nè, leo cái ngọn núi hồi nãy á, test thì không Sim. Đó Sim leo cái núi hồi nãy đây. Ừ, và sau đây chúng ta sẽ cùng Simmy review sức mạnh từng bạn. Yeah. Ok. Guy. Đeo cái nhẫn vô, đeo cái nhẫn vô. Trời ơi. Trời ơi, bà chưa đeo nhẫn bà nhảy rồi trời. Không, bị rớt, bị trượt chân rồi. Đây đây, bây giờ mình sẽ quay Sim cho bạn xem nào. Rồi Sim nhảy sau đó tiến thẳng về phía trước nha. Ok. Rocking me. Wow, đó nó rơi chậm chậm nè. Wow, như bay vậy á. Tiên giác chân, tiên giác chân. Tiên giác chân. Nhưng mà chưa thiên thần không mọi người. Ê Sim, người ta review là chậm đất có mất máu không? Điện em rơi xuống nước gì vậy? Ủa, chậm rồi. Nó rơi chậm là được cái ông nội. Ông cần phải gọi là khắc khe vậy ông trời. Ok rồi, bây giờ tiếp theo nha, để tôi test đến cái nhẫn của tôi cho bạn xem nè. Thì cái nhẫn của mình á là nhẫn đi trên nước. Wow, nghe cái tên là hấp dẫn rồi. Mình là cá heo. Ôi, dạ. Nó có nhẫn này. Ninja, ninja, anh đừng tặng ninja. Đâu bây giờ tôi sẽ thử đeo cái nhẫn vô nè. Rồi ok, tôi đi thử coi. Wow. Ôi, ta chạy. Wow. Tôi không cần thuyền luôn, tôi đi trên nước luôn nè, ghê không? Ghê đúng không? Là anh Phong Cận Bình Dương. Thấy quá độc lạ quá. Tốc độ đi của Phong nhanh hơn tốc độ bơi nha. Mà nếu như bọn mình muốn đi trên nước mà mình làm thuyền cho nó nhanh chứ cần gì nhẫn này, cái nhẫn em nó hơi vô dụng xíu. Đúng ha, không? Đi nhanh mà đi cũng được mà. Cũng... Tức là em đi trên thuyền em đánh người ta không được, em hiểu không? Với cả là em không có hoạt động được. Ờ, cũng hợp lý, rồi. Tiếp theo mình test cái nhẫn của Kairon đi. Nhẫn Kairon là gì ạ? Nhẫn của mình là nhẫn sức mạnh nè. Hôm nay đây ghi chữ sức mạnh này mình đeo thử rồi. Bây giờ để Kai thử đánh mọi người coi mọi người mất bao nhiêu tim nhá. Giờ. Ủa. Sao nhận sức mạnh gì quýnh mất có hai tim vậy? Ôi cũng đau nha, cũng đau. Ê, nha, cũng hai tim là đau nha, hai tim là đau quá, hai tim là đứt là đau. Ê khoan, từ từ, cái này là mình đang đánh thường thôi nha, chứ còn nếu mà mình có vũ khí vô đó. Cầm điều vô hai phát là chết nha mọi người. Như vậy á là tôi nghĩ á nha, là nếu như mà có một cái con quái vật nào xuất hiện á đánh rồng hay gì á là Kairon là sẽ là người có lợi nhất, tại Kairon sẽ có nhận sức mạnh. Rồi nói chung là cái nhẫn của Kairon là nhẫn sức mạnh. Rồi bây giờ từ nãy giờ là ai chưa test nhẫn ta? Siro đúng không? Siro test thử cái nhẫn của Roi đâu? Nhẫn Roi gì? Nhẫn tăng máu. Ủa, nó tăng hai thanh máu, nó tăng hai thanh máu rồi. Bây giờ anh đang hai thanh máu nè. Trời ơi, quá rồi. Quá rồi mọi người ơi. Rồi, ghê vậy, đỉnh vậy, đỉnh vậy. Ok, được. Có nghĩa là cái nhẫn của Siro với Kairon là hai cái nhẫn xịn nhất các bạn ạ, thiệt luôn á. Ê mà ông Ro tính ra ông Ro ông giỏi PvP nhất. Mà giờ ông còn có máu nữa. Trời ơi, đã chạy nhanh rồi còn tăng máu nữa, ai chạy lại. Rồi, ví dụ như anh em mình chơi cùng nhau là bá chủ á. Cai BBB cũng kinh lắm á. Cai có thêm cái tăng đam kìa. Mà cai vã cho trời ơi á. Ui, tính ra là Siro với Kairon sướng các bạn à. Được hai cái nhẫn mạnh nhất luôn. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục với cái nhẫn của Sammy đi nha. Sammy có cái nhẫn gì không Sam? Nhẫn của tôi là nhẫn kháng lửa. Vậy là tôi có thể đi bơi với lửa đúng không? Thích chưa? Đâu, Sam thử nhảy xuống là ba đi. 1, 2, 3. Yeah. Trời ơi. Thôi bị
đỉnh luôn á. Ok được rồi, vậy là nhẫn của Sam. Ôi tính ra nhẫn của Sam cũng xịn. Nhẫn của Sam là xuống dưới địa ngục á là tha hồ farm đồ mà không lo bị rơi xuống lava luôn. Nhẫn của mình phải nói là nó cũng nói chung là hồi máu á. Ôi nhẫn đôi hả? Những đôi hay gì sao hồi máu cùng nhau vậy? À, thử bây giờ từ bây giờ Ruby nhảy xuống rồi lên coi chừng mất cái nhẫn. Chết là mất cái nhẫn đó. Ủa là ba đáp chết là vậy hả? Ủa hay từ. À đây mình lấy lại được cái nhẫn này nè. Trời ơi may nha. Báo quá đi rồi, báo quá. Ruby báo quá, trời ơi. Đây để Phong thử cho bạn xem nha. Bây giờ nè, Phong sẽ thử xuống lava nè, xong Phong lên lại nè. Đó, bây giờ bạn thấy là máu của Phong nó đang tuột xuống rồi, thấy không? Đó. Rồi. Từ để xíu cho nó tuột gần hết luôn đi, tôi sẽ đeo vô, đeo cái nhẫn của Ruby vô để coi nó có hồi máu được không nha. Ok, còn có hai tim nha bạn, đeo nhẫn vô nè. Ồ, có tăng không? Ui, tăng nè. Ở nhưng mà tăng nó hơi chậm nha, nó không tăng nhanh lắm, nó tăng hơi chậm. Ơi, tính ra nha bạn, là nếu như mà người nào trong team mình á mà sở hữu một lần hết tất cả cái nhẫn này luôn á, chắc người ta sẽ mạnh lắm luôn á trời. Ôi được đấy à, lúc đó là hơi bị mạnh luôn á. Bây giờ á là mình đang có cái nhẫn sức mạnh đúng không? Mà nãy á là mình đánh một lần á là mất hai team, bây giờ mình cầm búa là mình thử đánh bạn coi mất bao nhiêu team nhá. Ây da, còn đúng 4 team rồi trời ơi. Ô, mạnh vậy. Ghê vậy. Ơi, vậy nếu mà bây giờ mình mà có kiểu giống như là cây rìu mà rìu sắt á Phong, là mình đánh một hai nhát là chết luôn á. Thật ra rìu sắt thật ra mấy cây rìu đâm bằng nhau mà cái. Ơi mọi người ở trong đây nó có cái thuyền mà sao trong đây. Ủa sao đồ mất tiêu á, là thấy có ít đồ vậy? Bị lút hết rồi vậy. Mình lắm rồi. À sợi cây đòn khôn quá nha, cây đòn vô cây đòn lút hết đồ trước nha. Mình nhớ cái thuyền này nhiều đồ xịn lắm. Hồi nãy tôi thấy có hai cái làng lắm mọi người, là một cái nữa. Đây bánh mì nè, là bánh mì nè. Nói chung là anh em mình vô đây là anh em mình phải sinh tồn nghiêm túc nha. Đây chi đồ bánh mì nè, chi bánh mì nè. Mình cho bạn mấy củ khoai lang nè, đó bạn ăn tạm đi, ăn tạm mấy củ khoai lang đi. Bây giờ cái người mà em cần phải cảnh báo là cái đó nè. Ủa cảnh báo làm gì trời, ta chơi sinh tồn, ta cùng nhau gọi là xây lên một thế giới tươi đẹp được không chịu. Mình nói Kai nghe nè. Kai nên nhớ rằng chúng ta đang sinh tồn nghiêm túc, là mỗi lần đừng trở thành phụ thủy giúp mình nha Kai. Trời ơi, mình bây giờ trưởng thành rồi, bây giờ á bạn không, bây giờ Ro mà rủ mình vô quay sinh tồn rồi, lúc nào mình cũng chơi guild hết. Trưởng thành rồi. Ok. Guild Ro. Ê! Quay Ro. Sắc luôn rồi. Ro sẽ chết sắc rồi. Từ chơi. Anh speed up hả? Thành. Trời, anh speedrun trong Minecraft mình còn speedrun hồi sinh tồn đó hả? Không sao, tôi cũng biết cách chứ bộ. Giờ tôi đánh con người sắt để tôi lấy sắt. Ờ sao người ác vậy? Quá. Tôi biết mà Phong chỉ cần đánh người sắt thôi là siêu, cho nó câu đó mà anh em. Xích ra, xích ra, mình có sức mạnh để mình. Ai da. Ôi, lụm, lút. Lút đầu. Mình hết nhậu vậy bạn, hết nhậu rồi. Người CC tôi thấy cảnh trực tiếp luôn, cây là để mình. Cây à, mình nói bạn nghe nè. Bạn non lắm, bạn nhìn mình nè. Bây giờ nè, mình đang giữ cái nhẫn sức mạnh của cây Ron nha. Mình sẽ đeo cái nhẫn sức mạnh này vô. Bây giờ á, mình sẽ đi trên nước. Mình đánh con người sắt, mình đứng ở trên nước thì nó sẽ không lại gần được mình. Đó. Nó có. Ủa có hả? Không biết bơi mà. Không sao, tôi đừng đứng xa xa về được. Trời ơi, vậy em. Đừng làm vậy mà Phong cần. Nó chỉ có người sắt thôi mà. Đồ của mình đâu rồi, đưa đồ cho mình đi. Để mình xíu, để mình xíu. Cây ơi, trả mình mấy cục sắt cây. Ủa sao luôn được hả? Bạn không trả mình mấy cục sắt là mình khỏi trả cái nhẫn sức mạnh cho bạn luôn. Hỏi, trả cho xin mấy nhẫn. Bạn bỏ cục sắt xuống trước rồi mình đưa lại cho bạn. Ok. Rồi cảm ơn. Đưa đây. Cảm ơn Rô nha. Rồi sao giờ bạn làm như mình? Bạn làm như mình. Đưa đây anh. Ui dạo này thấy Phong trẻ trắng tươi tắn ra quá ta. Bạn làm như mình. Đưa đây anh. Ui dạo này thấy Phong trẻ trắng tươi tắn ra quá ta. Gì vậy? Trời ơi, tôi đang cấp hai cục sắc mộng nha, đánh tôi mà. Cái gì vậy? Công sức anh giết người sắc là sao dám gọi là giật của anh. Em chỉ giả bộ em giữ giúp anh thôi, em đưa lại mà. Đồ ác quá, thôi nè Kai ơi, mình trả cho Kai cái nhẫn sức mạnh của Kai nè. Đó, trả cho Kai á. Ủa rồi mấy cái kia mày không trả mình hả? ok, nè trả nè, đây, trả. Ơ nhưng mà phải có lãi nha, 30 ổ bánh mì. Ok, nè cho em mấy ổ nè. Anh em, bây giờ bọn mình đi ngủ đi, rồi sáng mai anh em chúng ta xây nhà ở chung với nhau. Nói chung là cái này bọn mình sẽ sinh tồn nghiêm túc các bạn, hiểu không? Rồi ok, tôi đi ngủ xin. Rồi anh Nhân Lạc, nhân cho em ngủ nha, anh Nhân Lạc. Rồi mình đi ngủ nè, đi ngủ nè. Rồi, let's go. Em cho ngủ đợi xíu rồi đi kiếm cái giường á. Rồi em đi ngủ đi, em làm gì vậy? Em đang bị người sát canh đó, đi.
Đúng rồi. Trời ơi, ok đi ngủ đi em ơi. Thôi chị không thấy cái giường đấy. Giường đâu? Anh Phong Cận ơi, anh biết gì không? Em đặt giường kế bên anh nè. Thôi Ruby này mới trai quá nha Ruby nha. Ok. Đi đi. Ok. Ok rồi, bây giờ nè, chúng ta cần phải phân chia công việc ra. Ở đây ai cũng có sức mạnh hết, cho nên là bây giờ chúng ta cần phải phân chia công việc ra. Tôi nghĩ rằng là công việc xây dựng nhà thì tôi với Siro là hai người xây giỏi nhất rồi. Cho nên bọn tôi sẽ quyết định là bọn tôi sẽ xây dựng nhà. Còn những người còn lại thì đi mai kiếm kim cương, kiếm sắt về để chúng ta chế giáp, chúng ta làm chung với nhau. Được không? Ơi mọi người ơi. Được luôn mọi người ơi. Tôi kiếm được ba cái giáp da nè, ai may mắn được tôi phát cho ba cái giáp da thì đây. Đây 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 em nè, người thành công nè. Nè, đưa cho em nè. Em lạnh lắm anh ơi. Anh đâu. Em lạnh lẽo lắm anh ơi. Tính ra là cái khả năng đi trên nước của mình cũng tiện hết. Mình đi qua đi lại thoải mái. Ok bạn, thì nhiệm vụ của mình với Siro là sẽ xây nhà. Cho nên anh em bọn mình sẽ xây một cái nhà thật là đẹp để cho mọi người sống. Đó, còn mọi người sẽ đi kiếm sắt vàng kim cương về cho bọn mình. Anh là anh chỉ biết xây nhà mê đi bộ vậy. Ủa mấy bạn này đi kiếm sắt kim cương gì kỳ vậy? Là sao? Mấy bạn đang chạy vòng vòng đi nè. Gì kỳ vậy? Anh có đoán được cái nhẫn của Camui với Mr. Dịch sẽ là nhẫn gì không? Em đang rất là tò mò Camui. Chờ hai người đó vào server nè. Camui là cà gót phải không? Anh nghĩ là cái nhẫn của Mui là chắc là đồng nhanh. Không, có khi nào nhẫn của Mui là nhẫn mà khi mà Mui trồng cây hay gì đó thì nó sẽ mọc lên nhanh không ta? Ừ. Cũng có thể chứ bộ. Như thế thì hơi phế. Còn nhẫn của Dịch. Nhẫn của Dịch thì không, ông Dịch ông không có gì đặc biệt đấy, em có thể nghĩ được là cái nhẫn của ông sẽ làm được gì luôn á. Anh không nghĩ là được gì luôn á. Đáng ra cái nhẫn rơi chậm là phải của Dịch. Đúng rồi, Dịch là con Dịch, nó phải rơi chậm xuống từ, bạn hiểu không đó. Ê, vậy thì mấy bạn thử đoán coi nhẫn của Dịch là nhẫn gì, các bạn hãy comment xuống bên dưới mình biết nha. Ê, khoan từ, có khi nào nhẫn của Dịch là nhẫn bay không ta? Tại Dịch cũng có Dịch trời, nó bay được mà. Nhẫn bay thì hơi bá nha, nhẫn bay thì khỏi ai đuổi luôn á. Ông bay lên đánh gồng, bay lên đánh gồng luôn ba. Hơi bị xịn. Ơ vậy thì nếu mà vô mà có nhẫn bay thiệt, em sẽ giết Dịch để em lấy cái nhẫn này em cho. Rồi anh em mình sẽ tiếp tục đào cho xong đống gỗ này, rồi anh em mình sẽ xây nhà nha mọi người. Ủa sao xây bấy hả? Dạ. Yeah. Đẹp chưa ta? Em nhắc thang rồi này, cái này bọt theo không? Đó. Mình xí lết. Không. Em có quăng vô người chị á. Đây. Đây mình nghĩ là mình sẽ đi farm chỗ khác, chỗ này hang nó hóc nguy hiểm quá. Em có tầm 8 cục sắt rồi. Không đủ để làm giáp nữa. Trời ơi. Oh my god, trời ơi ghê vậy. Siro với lại là Phong Cận là đang sẽ nhận cái trách nhiệm là đi xây nhà rồi. Mình thì mình sẽ đi sinh tồn. Mình sẽ đi sinh tồn để mình đi kiếm đồ. À, anh về làng đây. Ok. Rồi, nói chung là anh em bọn mình từ nãy giờ cũng đã kiếm được khá khá gỗ rồi các bạn à. Nói chung là cũng nhiều đó, chắc là cũng xây được cái nhà bé nhỏ nhỏ rồi. Phong biết. Ủa? Mình còn thiếu một sức mạnh gì trong số 8 anh em mình không? Sức mạnh gì đâu? Sức mạnh đào nhanh. Đào nhanh á? Ủa, hợp lý nha. Bây giờ mà có đào nhanh xong đào hơi bị nhanh luôn. Được. Tính ra cái đó cũng hay á. Anh cũng cần sức mạnh đào nhanh nữa, tại vì á, thật sự là sinh tồn nó không hẳn là cần phải PVP hay máu trâu đâu. Đào nhanh thôi là có tất cả luôn á. Cũng hợp lý. Mọi người nè. Ủa đi đào sắt kiểu gì vậy? Ủa mọi người làm gì ở dưới đó hả? Không, mọi người vẫn đang rất là chăm chỉ nhưng mà em... Ủa, hình như dưới này có cái hang cho nên là mọi người xuống đó đào hay sao á. Rồi để mình xuống đó mình nói chuyện với anh em coi. Tôi đang mai nè. Đang đi đào bạn ơi, mình đang kiếm được quá trời sắt luôn bạn ơi. Ăn gì không? Gì vậy? Đây, tôi phát hiện ra một con người lười biếng nha. Không, Sim đi toilet đó, ra. Ủa vậy hả? Sim đi toilet. Ủa mày thấy không, đây là một video luôn. Đây là một video chơi game hơi bị chân thật luôn này, thấy không này, thấy real không luôn. Đó, đi toilet là vô trong kia, vô đóng cửa lại đó, đàng hoàng không. Tí nữa Rô xây nhà, cái gì xây cái nhà vệ sinh nha Rô, để có gì đi toilet thì okay, vô đó. Ok, anh sẽ xây nhà vệ sinh rồi, là nó không ở trong cái nhà của mình, để tối mà mọi người nào muốn đi vệ sinh là phải đi ra nhà đó. Rô, tính ra là anh em mình thử làm cái gì nó chân thật luôn đi. Đó chính là anh em mình sẽ xây cái nhà vệ sinh. Thì đang ngồi chơi game, ai mắc vệ sinh thì phải vô cái nhà đó thì mới được đi vệ sinh đó. Phong ơi. Xây hồ cá cha. Ghê quá. Cũng được. Sợ hay, cũng hay. Dễ sợ người ngoài đời vậy bạn. Ruby đâu rồi nha? Kim cương. Oh my god, kim cương. Yeah. Kim cương. Trời ơi, tôi đi kiếm được nhiều tài nguyên cho anh em lắm. Tôi đi kiếm thịt bò, thịt heo quá trời luôn. Đây, chị có nè. Hay. Chắc đẹp. Không được teleport mà đúng không?
À, mình thấy chơi chơi sinh tồn view. Ui, 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 ui. Mọi người ơi, mình tìm được một cái nhẫn. Hả? Gì? Mình tìm được một cái nhẫn ở trong cái hang. Nhẫn gì vậy? Không biết đây là cái nhẫn màu xanh nè. Rồi mang thử coi có sức mạnh gì không. Wow. Thì ra nha các bạn nha, là không chỉ rồi là chúng ta có được nhẫn khi mà vào server đâu, mà chúng ta sẽ còn tìm được nhẫn nữa cơ. Wow. Nhiệm năng cái điều hư cấu. Điều hư cấu vậy nó cũng diễn ra luôn hả? Thiệt lắm luôn mọi người. Mai này mà ông nào mà tìm được cái nhẫn bay là bá chủ server. Ê không, cái nhẫn này là nhẫn gì vậy ta? Cái đeo cái nhẫn vô mà sao không thấy nó có gì vậy ta? Tại vì nó là chữ tiếng Anh. Nó ghi tiếng Anh đúng không? Em đọc được không? Đọc 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 à... tiếng Anh nó ra coi. Green Earth Experience. Đọc đọc tiếng Anh đi. Đọc cái gì vậy mọi người? Spider Gang là cái gì trời? Ê Spider-Man. Trời ơi. Em bám tường hả? Em bám tường hả? Em có bám được đâu. Bám tường hả? Không được luôn, cái này không biết là nó giúp mình cái gì luôn á. Oh my god. Yeah, và sau từ nãy giờ chơi được bao nhiêu lâu rồi nha? Ờ, sau 1 tiếng rưỡi bọn mình chơi game thì cuối cùng anh em bọn mình cũng đã xây được một cái nhà xong rồi các bạn ạ. Với lại từ nãy giờ anh em đi mai cũng kiếm được khá khá đồ rồi ha. Mà mình đi kiếm nhiều lắm á, mình kiếm được cái phần ức ăn cho mọi người đó. Mình kiếm được tới... đâu? Chắc là phải gần 100 miếng thịt luôn á mọi người. Cái, trời ơi, thấy trên tay mình có gì không? Chưa lại, chưa lại. Kim cương luôn à. What the hell? Không sao, sao. Mình cứ chừa lại, mình cứ chừa lại. Sắp tới mình đi giết rồng á, mình ăn cái táo vàng đó sau. Ok, bây giờ anh em mình lên đây đi. Ủa, đâu rồi? Anh trên đây nè, anh đang làm nốt cái nhà. Xong chưa anh? Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ok, ok rồi. Bây giờ ở dưới đây thì bọn mình có một cái chỗ rương nè. Chắc là tôi sẽ để một ít đồ vào đó. Rương trên cùng là để mấy cái đồ quý giá đi. Ruby để mấy cái đồ quý giá lên rương trên cùng đi. Ok, tôi sẽ để cái gọi là cái nhẫn của tôi vô đây. Bởi vì cái nhẫn này cần được bảo tồn. Đấy, không được luôn. Đó. Để đồ ăn vô. Đừng có em cắp nhẫn của tôi nha, làm ơn. Còn rương trên này mình để bà lóc đi. Đây, cái chỗ đồ này nè, mình để cho đây cho mọi người mười mấy miếng thịt gà, thịt bò mình để. À, mình tìm được nhiều rêu vàng in chen lắm nè mọi người, mình sẽ để đây mọi người, ai cần mọi người lấy nha. Ruby đi mai giỏi vậy, Ruby đi nhận, tìm giỏi vậy. Ruby hơi bị xịn. Biết sao không? Để, nhờ anh Kenin đó, trời ơi, đệ tử anh mà. Chung là anh em mình là sẽ cố gắng là xây một cái đế chế ở trong game Minecraft này luôn. Thì mấy bạn có yêu cầu bọn mình xây cái gì trong đây thì bạn có thể comment, đó. Ôi, bao ơi, bao, ôi, gì vậy, gì vậy, yeah. Mình kiếm được khu bỏ hoang. Ui, khu quá xịn nha. Được, tôi xuống đi, tôi xuống. Hay quá, Kai ơi. Wow. Ôi, khu này đỉnh nha, bọn mình đi, ơi, khoan từ Kai. Nó có mấy cái lồng của mấy con nhện á, đừng có đập nha, mấy cái lồng đó, mốt mình chế mấy farm cho. Đó. Ui, ngon. Ôi, kiếm được khu bỏ hoang các bạn ơi. Cái ngọc xanh xanh này gọi là gì ta, ngọc luôn. Kim cương. Kim cương. Ê bạn, tính ra mình thấy là cái khu mà mình sinh tồn mới nó đúng tiện luôn nha. Cái làng á, mới vô là có cái làng nè. Rồi sau mình được xây cái nhà gần ngôi làng. Rồi sau mình đào xuống đây mình tí kiếm được khu bỏ hoang. Đúng là kiểu gọi là mọi thứ được thuận lợi lắm luôn á. Kim cương. Yeah, mình cũng có kim cương. Yeah. Bạn có cái cây cúp sắt không? À, có đây, mình có đây. Đào giùm, giữ giùm luôn đi. Đây, để mình đào xung quanh đây coi, nhiều khi xung quanh đây còn á, mình không biết á. Mình tin tưởng. À, thấy không, tôi nói đúng ngay mà, thấy bạn thấy không? Đó, đào xung quanh là chắc chắn còn mà. Trời ơi, kinh nghiệm chơi Minecraft bao nhiêu lâu. Trời ơi. Xuống rồi. Kai ơi. Dạ. Qua bên đây, qua bên chỗ mình nè. What the hell? Nguyên một cái hang động to đùng luôn nè. Wow. Ôi trời ơi, đã bạn ơi. Tính ra anh em một mình vậy mà kiếm được nguyên cái khu đỉnh thiệt sự luôn á. Ờ nhưng mà hang tôi hết đồ ăn rồi cho nên là bây giờ cũng không có đồ ăn đâu mà. Mình xuống đây mình lấy, đây mình lấy. Mình cũng hết rồi, đi lên lại đi. Mình nghĩ nên đi lên lại đi. Thôi chắc chắn là đi lên lại để đi kiếm ít gì ta, ít đồ ăn. Sau đó mình sẽ xuống đây đi mai tiếp nha các bạn nha. Ui, tính ra là anh em mình chơi sinh tồn kiểu này cũng vui bộ. Ok, mình nghĩ tầm này là đủ rồi nè anh em. Bây giờ là mình sẽ đi kiếm thêm một cái hố lava, sau đó mình đi xuống địa ngục. Để mình di chuyển cho nó nhanh. Di chuyển trên đất liền thì nó sẽ rất là lâu. Ui, giáp này xịn hơn. Trời ơi, chị mặc áo giáp vàng. Yeah. Ờ, yeah. Sao biết vậy, áo giáp này bị nguyền rủa xem. Ủa là sao? Nguyền rủa là giờ chị, giờ áo giáp nó giảm lắm á. Giờ chị sẽ không lấy ra được, chị thử lấy ra. Lại thêm cái đường nữa. Trời ơi, sao lại sao? Ui, ngọc. Ui, tôi tìm được một cái nhẫn cây ơi. Trời ơi, tôi không có lột ra đâu. Trời sao tối, wow. Đừng mặc áo giáp gì nữa ngoài áo giáp. Ui, nhẫn em mặc tối bạn ơi. Xịn rồi, mình có thêm cái nhẫn nữa. Em mới nhanh lên chứ. Em mặc vô, biết không biết nó giống. Chị biết không, cái áo này đâu. Đúng xịn luôn. Em nói nhanh vậy. Em mang vô rồi mới nói. Bê bộ
đâu. Em chưa kịp nói là chị mở ra rồi. Chị không có lột ra được shipper ơi. Trời ơi, rồi từ giờ sao tôi sẽ không được một ông giáp kim cương. Còn cách cương, bà, còn cách bà chị chuyển kiếp trong mai giáp thì chị mới có không được. Đúng rồi, chuyển kiếp là chị háo được nó. Ô, lại thêm một cái đường, lại thêm một cái đường nữa. Từ cứ lấy thôi, kim cương. Ui, Ngọc. Ui. Ô, tôi tìm được một cái nhẫn cây ơi. Hay. Nhẫn này là nhẫn nhìn trong bóng tối. Wow. Ui, nhẫn nhìn trong bóng tối bạn ơi. Mình xịn rồi, mình có thêm cái nhẫn nữa. Trời ơi, về tôi có hai cái nhẫn luôn. xịn. Được đó, à. Cái khu này đúng xịn luôn á. Bây giờ ông nào tính ra là nhẫn trong đây rất là hiếm luôn á bạn. Xe bầu mình cài á là sẽ có nhẫn. Nhưng mà những cái nhẫn này nó sẽ rất là hiếm. Đó, nhưng mà tự nhiên mình vô ruby kiếm được một cái, mình cũng kiếm được một cái luôn, hơi bị xịn. Ok. Chị em ơi, chị em đâu rồi? Ủa? Thôi có dòng ai vậy? Tôi mới vừa tìm thêm được một cái nhẫn nữa. Cái gì? Ghê dữ à. Số nhẫn này hơi bị xịn. Nhẫn này xịn hơn nhẫn có ruby nhiều. Nãy nhẫn ruby là nhẫn gì ạ? Nhẫn kinh nghiệm, nhân đôi kinh nghiệm. Nhẫn kinh nghiệm. À, nhẫn của tôi là nhẫn nhìn trong bóng tối. Trời ơi. Tiện nha, tiện lắm luôn á. Hơi bị tiện luôn á. Ê, tôi lỡ mang cái áo giáp nguyên rủa không? Bây giờ tôi lột không ra được luôn, tôi buồn quá. Này ru đấy sớm quá, bây giờ tôi lột cũng được luôn. Không sao, không sao, nó miễn là nó tăng giáp là được rồi, không sao hết. Ủa là sao? Xin lỗi anh em, nhưng mà không được. Ủa gì vậy? Ủa là sao? Là sao? Vậy? Về rồi biết mọi người ơi, về rồi biết mọi người ơi. Ủa, Siro gặp chuyện hả? Siro gặp chuyện hả? Ý dạ. Ổng muốn chơi Minecraft hả? Cứ về đi, hình như ổng có chuyện không nói. Chắc có muốn nói Sim ơi, Sim đâu rồi Sim? Muốn cái nhẫn. Ai đang giữ kim cương vậy? Ai đang giữ kim cương vậy? Đưa tôi ít kim cương, tôi chơi. Ủa, kim cương mày đâu rồi? Ủa, nhẫn tôi đâu? Ủa? Ê Sim ơi, em để lộ, em có để cùng nhẫn với chị không? Nhẫn với em, chị để cái này mà. Mà Ủa? Ủa? Nãy mình cũng để là ba cục kim cương ở đây. Khoan, tính ra là em để trên cục luôn á. Hồi nãy rõ ràng là có kim cương ở đây mà. Ờ khoan, mọi người. Có nhẫn. Mọi người. Gì vậy? Mọi người có nhớ nãy ông rô ông chat gì không? Rô chat là mình xin lỗi. Xin lỗi anh em gì á. Không thể tin ai được á. Ủa, hình như có gì hơi sai nha. Hình như có gì hơi sai nha. Đừng nói tôi là ổng lấy nhẫn nha. Từ chưa biết là hỏi ơi, anh đâu rồi Siro, hỏi ổng ơi trời. Đi đâu rồi? Ổng đi đâu rồi á? Ở trong đi trong phòng không thấy rồi. Ổng không có rep. What happened? Tôi nghi lắm nha. Có khi nào ổng lấy nhận của mọi người sao ổng bỏ trốn vậy? Rồi tôi hiểu rồi. Bởi vì cái này là server cho nên là ổng muốn gọi là người ta ổng muốn gọi là gì ta? Chia ra hai phe nè, chứ ổng không muốn rồi chơi một mình. Ổng chơi chung. Muốn lấy nhẫn để ổng có thể rồi tiêu diệt được rồng sớm hơn. Ổng bá chủ cái server này đúng không? Ấy sao có thể đó. Ủa giờ sao đó vậy nhận? Có tính đồng đội, người ta đi chung đi cứ đâu đi. Ủa vậy giờ nhận tôi với Sim sao phải không? Đó rồi. Không bây giờ cứ bình tĩnh thôi, mà cứ bình tĩnh thôi. Giờ mình kêu ổng về cái em nói chuyện đàng hoàng ở đây, còn ổng không về nữa thì thôi lúc đó mình đi kiếm luôn. Thôi, mệt quá. Nói chung là cứ để từ từ đi rồi bọn mình nói chuyện với ổng xong. Ok, vậy nha. Hello team.